Đội Quản lý Thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Phú Yên đã bắt giữ 500 bộ test COVID-19 AG và 1.000 khẩu trang y tế N95. Vụ vận chuyển thiết bị y tế loại C bị bắt quả tang là người của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Du lịch Phú Toàn Phúc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 500 bộ test nhanh COVID-19 AG do Hàn Quốc sản xuất và 1.000 khẩu trang y tế N95 được giao cho khách hàng tại thành phố Tuy Hòa tại thời điểm kiểm tra chủ hàng chưa cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan và bị lập biên bản tạm giữ tất cả các số hàng để tiếp tục điều tra